Mừng chào các bạn trở lại với kênh Bùm Rô Bà Lóc nha. Trời ơi, hôm nay sao? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với hành trình ở trên C2 này thôi. Mà nghe một số bạn nói đó là ở C2 với lại C3 đó là chúng ta xài cái trái Buddha đó, trái vật tổ nó sẽ farm nhanh hơn. Nhưng mà biết sao được các bạn, Bùm mới mua cái combo T-Rex với Kitsune rồi, tốn cũng mớ tiền á, rồi làm sao mà gọi là không lẽ giờ mua trái Buddha nữa thì nó mắc lắm. Thôi kệ, có sao chơi y vậy đi nha. Rồi chúng ta bắt đầu luôn nè. Nhập vô đây. Đâu rồi, trái Phật đổ đâu rồi. Đây, trái Buddha. What is that, bro? 310.000 luôn hả? Không dám mua đâu. Trời ơi, bỏ biết nhiều tiền ở trên rồi. Có đâu. Quên đi. Quên chuyện đó đi, không có mua đâu. Thanh toán. Xác nhận. Ý các bạn ơi, không hiểu tại sao luôn nè các bạn. Bùm vô shop nè, bùm vô more fruit nè. Cái bùm kéo xuống đây nè. Ê, tự nhiên nó có trái Buddha luôn nè. Tự nhiên nó có luôn trời. Ôi, tự nhiên nó có. Không hề luôn, không hề mua trên bùm Roblox dám nét luôn. Ôi, nó to nè, nó to vật vã luôn. Ôi ôi, sử dụng luôn công phu water công phu luôn. Ôi, không biết ở đâu, hình như là có báo mộng có ai đó cho hay sao nó. Trời ơi, tự nhiên thôi chưa có rồi, tự nhiên thì chúng ta xài thôi chứ biết sao giờ. Ôi, có luôn cái kiếm đá blast gì luôn nè. Ôi, nó mạnh gì đâu. Thôi, nếu người ta đã tự nhiên người ta cho mình rồi thì mình lấy nó mình hả làm nhiệm vụ thôi chứ biết sao giờ. Đúng không? Ôi hên quá. Không biết sao hên vậy luôn. Hên may mắn không có mua bán gì đâu nha. Rồi giờ nếu mà có cái trái này rồi thì Bùm nghĩ là Bùm sẽ hả cộng điểm lại thì không cần block fruit nữa. Chúng ta sẽ cộng vào melee với defense rồi chúng ta sử dụng cái water kung fu nha các bạn. Đây đâu? Bước ra đây tao coi. Mày phải Raider không? Đúng không các bạn? Ôi, farm nhanh thiệt luôn mọi người. Ôi, công nhận người ta nói farm nhanh thiệt luôn. Ôi, farm quá trời nhanh nè. Farm quá trời nhanh, quá trời đã. Mày. Phê thiệt. Ôi, biết vậy mua trái Buddha này từ đầu rồi. Ôi lộn. Biết vậy là phải không mua lộn, nói lộn. Biết vậy là may mắn ngay từ đầu là có cái trái này rồi. Trái Kitsune với trái T-Rex hình như là để cho gọi là combat hay gì đó các bạn. Còn farm là phải trái này nè. Trái này nè nó mới ngon nè. Các bạn nhìn Bùm nè. Bùm lại gần con này nè. Chưa kịp lại gần đâu các bạn. That's quite big. Không có quảng cáo, không hề quảng cáo là ở chỗ là tại vì á là Bùm hên thì Bùm có, nhưng mà bạn nào không hên giống Bùm á mà muốn gọi là trải nghiệm cái game này theo kiểu từ từ á nghe, có nghĩa là không là chưa có cái kinh nghiệm gì chơi đó, thì á Bùm nghĩ là cái này là một trong những cái khoản đầu tư gọi là ngon nhất cho những cái người mới chơi, đó chính là chúng ta gọi là có thể là lên Bùm Roblox.net đó. Thì sắp tới Bùm sẽ giảm giá cái này, mua cái trái này với lại mua cái mua cái game pass X2, chắc chắn các bạn sẽ farm nhanh hơn rất nhiều. Này là Bùm nói là dành cho những bạn nào muốn trải nghiệm từ đầu nha. Còn một số bạn nào mà muốn gọi là đã có kinh nghiệm chơi đó, muốn nhanh lên đó, Bùm cũng có bán những cái nick mà rẻ tiền 50.000 là các bạn gọi là có rất là nhiều cái ở bên trong. Có kiếm đồ rồi, có level đồ, có nhiều thứ lắm. Đó rồi các bạn nên thử Bùm Roblox.net đi. Bùm không có nói sao đâu ha. Rồi giờ lên cấp 711 đó, phàm quá trời nhanh nè các bạn ơi. Trời ơi, biến bận lên tao nhấp vô cái này mà sao không nhấp được. Nè, mở scenery ơi. Trời ơi, cái bản đồ này nó rộng quá. Mở scenery gì ơi, mày đang ở đâu vậy? Trời ơi, quá trời, cái bản đồ này nó rộng mà trời. Rồi biết tìm cái con nhiệm vụ thứ hai đâu đây các bạn. Nè các bạn, ở trên đây có con boss nè. Con boss gì đây, tên gì đây? Để Bùm lại gần nó coi. Ê, con boss ghê quá nha. Mày sao, tao quánh mày luôn. Cậy, tao quánh mày luôn. Ôi, boss dễ các bạn ơi. Ê, cũng mất máu nè, cũng mất. Mày làm sao, tao sử dụng kiêu nước, tao. Ê, gần chết nào. Ê, gớt gì, Black Side Code gì nè các bạn. Ôi, đâu rồi, đâu, ai tâm. Ôi, nó hên một cái này, cái áo choàng đen nè.
ì quýt luôn. Trời ơi, mặc cái áo choàng đen xong cái haki vũ trang màu đen luôn nè. Trời ơi, ngon dễ sợ luôn. Trời ơi, không ngờ luôn, không ngờ luôn. David Sekrute, do you know about me? Thôi ông im cả mồm đi. Phải nói không? Ê, nhìn giống nghe, nhìn giống nghe. Nhìn tí lại coi, gần gần coi. Quánh nó coi, quánh nó coi. Đúng rồi, đúng rồi này các bạn. Trời ơi, tao khi đi kiếm này mày nhận tao dậm vô mặt mày. Nãy giờ mày để tao đi kiếm tao cực nghe mày. Bây giờ mình thấy là cái ở những cái nhiệm vụ mà gọi là 740 mấy đó thì sẽ có những cái nhiệm vụ các bạn được 2 level, có những cái nhiệm vụ được 3 level, nói chung là 2 nhiệm vụ thì các bạn sẽ lên được 5 level. Nó sẽ gọi là cái thời gian mà Bùm nói là chắc là cũng phải gấp đôi đó. Cái thời gian mà farm ở cái C2 đó Bùm đoán là phải gấp đôi so với thời gian gọi là đánh ở C1 đó. Hồi nãy là Bùm nói là nó ít hơn một xíu đúng không? Nó chậm hơn một xíu nghe, nhưng mà bây giờ Bùm thấy là nó nhiều đó. Cho nên là chắc là Bùm chắc chắn luôn là Bùm phải tập trung farm thôi nha. Nó mà đánh mấy cái con này á, sử dụng cái này đã thiệt các bạn. Cái cảm giác nó là cái gì? Cái cảm giác của cái người gọi là chơi mà không nạp á, cảm giác của cái người không phải pay to win á, nó đã lắm. Mà Bùm cũng muốn chia sẻ thiệt với mọi người như thế này. Tại vì á, là người xem kênh Bùm á, Bùm Roblox á, thì á, mỗi người một cái ý đồ khác nhau. Có người á, gọi là muốn là Bùm chơi theo cái kiểu gọi là chậm chậm, chơi theo cái kiểu là từ từ rồi lên cấp rồi rồi này kia các kiểu đó, thì là cũng, nhưng mà cái số đó rất là ít. Cái số còn lại là muốn gọi là Bùm cho muốn nhìn thấy, muốn trải nghiệm cái game này nó nhanh hơn một xíu á. Cho nên đó là cái việc mà Bùm gọi là Bùm mua rồi bắt đầu Bùm pay rồi Bùm chơi nó nhanh đó. Thế thì nó vì cái mục đích gọi là số đông đó các bạn, chứ không phải là vì là Bùm muốn như vậy đâu. Thậm chí là Bùm nói là sau khi cái series này kết thúc, Bùm hoàn toàn Bùm có thể gọi là làm lại một cái 100 ngày gì đó theo cái kiểu gọi là hả, chơi từ từ á ha, để mà phục vụ những bạn còn lại. Còn cái series ban đầu này á thì Bùm nghĩ là thôi cứ mua đi rồi bắt đầu cứ cho các bạn trải nghiệm, rồi sẵn đó là hướng dẫn một số bạn chơi luôn đúng không, để mà các bạn gọi là có thể là biết được một số bạn là chơi lâu năm rồi đó, biết được những cái nhiệm vụ ẩn, là biết được lấy cái này lấy cái kia, nhưng mà một số bạn chưa biết, hoặc là gì, hoặc là một số bạn là chơi cũng chơi rồi nhưng mà gọi là chơi được khoảng thời gian nản quá nghỉ bỏ, thì bây giờ chúng ta chơi lại rồi có một số cái mà chúng ta chưa có trải nghiệm, hoặc là những cái update mới của cái này đó, chúng ta có cái cơ hội chúng ta hả cùng nhau trải nghiệm lại game, đúng chưa. Chỗ này là chỗ PVP nè các bạn. Ở trong đây nó xây giống như cái đấu trường La Mã vậy đó. Nói chung là thôi, chúng ta chơi vừa chơi game vừa trải nghiệm nha. Chúng ta cũng hội đừng có quan tâm nhiều quá tới cái chuyện luyện level ha. Qua cho bên C2 này đẹp ghê các bạn. Bùm thích, rất thích cái C2 này nghe các bạn. Nếu mà đối với cá nhân Bùm đánh giá thì chắc đó là các bạn mà nếu mà các bạn nào chơi đó thì phải bắt đầu qua đến C2 kiểu giống gì nè, các bạn mới gọi là có nhiều cái trải nghiệm nó hay ho hơn. Nó như cá nhân Bùm thấy là đầu tiên là cái bản đồ này nó rộng thì nó có nhiều cái để nói hơn đó các bạn. Với lại là nó nhiều gì được. Ê rớt rồi. Mày. Con này phải vừa quánh vừa né nha các bạn. Nó quánh Bùm cũng mất máu nhiều đó chứ không phải giỡn đâu. Nó còn chơi kêu nữa kìa các bạn. Phải vừa đánh vừa né gì nè các bạn. Nó kỹ năng Bùm, kỹ năng làm sao mày giết tao. Nó thấy chưa các bạn, giết con này coi như là lên được bao nhiêu ta. 3 level. Rồi giờ chắc chúng ta đổi server rồi chúng ta kiếm giết nó nữa ha. Ê, cho tao đánh con boss chế. Đừng giết boss, để tao. Để con boss cho tao. Để con boss. Trời ơi, thôi không ổn rồi các bạn ơi. Chắc Bùm phải vào lại server VIP của Bùm, xong rồi Bùm quánh cái con đầu tiên đó. Chứ cái con boss này là Bùm thấy là như vậy farm cực kỳ lâu luôn. Nó bị KS rồi này kia. Ê được nha. Hiền gặp lành. Tự nhiên quánh con boss có mấy cái tự nhiên giờ được luôn kìa. Rồi Bùm trở lại server VIP của mình đây nè các bạn. Chắc là Bùm sẽ gọi là chơi nhiệm vụ đầu tiên đi. Nó ít tiền thiệt nhưng mà nó ít level thiệt nhưng mà nó vẫn là ổn định nhất trong tất cả những cái vừa rồi. Đó là cái gọi là cái kinh nghiệm của Bùm khi mà Bùm chơi là Bùm thấy vậy. Rồi ok, Bùm vừa hoàn thành xong nhiệm vụ này thì lên 761 ha các bạn. Thế thì nãy Bùm có coi ở dưới này đó, thì coi cái x2 kinh nghiệm dưới này đó, Bùm thấy là khoảng đâu đó là một phút hơn thì chúng ta lên được 2 level. Nó chứng minh một cái điều rõ ràng luôn là khi mà làm nhiệm vụ đầu tiên này nè, farm level nó sẽ nhanh hơn. Farm level nó sẽ nhanh hơn cho nên là chắc chắn rồi, Bùm lại tiếp tục làm như vậy thôi.
Rồi ok các bạn, sau cái khoảng thời gian gọi là chưa đến 10 phút, chưa đến 10 phút luôn các bạn, thì Bùm gọi là rồi ok các bạn, sau cái khoảng thời gian mà chưa đến 10 phút đó, Bùm đền được cấp 776, rất là nhanh thôi các bạn, không phải 10 phút đâu, nó tầm đâu đó là 7-8 phút gì à. Thì Bùm đã có cái nhiệm vụ mới rồi, và điểm thì Bùm nghĩ là các bạn bạn nên cộng vào melee nhiều hơn, thậm chí là defense thì các bạn ở cộng ít thôi, tại vì Bùm quên là mình có haki quan sát á, các bạn có thể nhấn haki quan sát lên để né đòn, thì các bạn đánh từ xa nữa, cho nên là nó dễ lắm. Nó dễ lắm, nó không có bị cái chuyện gọi là chết đâu. Nên là khi mà các bạn sử dụng trái vật tổ đó, đừng có giống Bùm nha, cộng defense ít ít thôi, cộng chủ yếu cộng bộ melee á, với lại melee này nó cho các bạn thêm cái năng lượng dưới này nè, các bạn lướt nhanh hơn, đi nhanh hơn, thấy không, nhấn quy quy nè, thấy các bạn thấy không, nhấn quy mà nhấn liên tục đi chạy giống như vậy mà gần như là nó không mất mana luôn nha. Ok đó, ok đó, đúng rồi nè các bạn, quánh ngồi bên này, sát bên luôn, dễ. Ơi quái bên này nhiều nha các bạn, quái bên này hả nhiều nha, nó gọi là nó ở trong mấy cái tòa nhà này nè, chúng ta cứ lướt chúng ta kiếm nó, gọi là chúng ta đi gọi là một vòng tròn như vậy bao nhiêu con ta, 6 con, 6 con luôn, mà đi hết một vòng tròn cái con đầu tiên này nó cũng đã xuất hiện trở lại rồi. Cái này vậy là farm nhanh đó nghe, farm nhanh đó. Nè nè, 8 con là chưa tới 1 phút luôn, rất nhanh luôn. Farm bên này lại nhanh hơn rồi đó, mà một lần được tới 3 cấp luôn nè, quá tuyệt vời luôn nha. À các bạn ơi, cái khúc này nè, cái khúc 2 con này nè, các bạn gom tụi nó lại quánh cũng được mà, nó cũng nhanh mà đúng không? Đó, các bạn đánh nè, tại đứa nó xa mà, thấy không? Vậy là khi nào mà có 2 con gần nhau á, gom lại quánh luôn, tại vì cái tay con này, cái tầm đánh con này nó xa đó. Lại một tiếp nữa để mà các bạn gọi là có thể là farm nhanh hơn nha. Rồi để Bùm nhận xong rồi Bùm hả, Bùm vô Bùm test lại cho các bạn coi nè. Con này thì cứ quánh bình thường ha, cứ quánh nó bình thường nha. Còn cái con này nè, chúng ta quánh cái chúng ta gọi là anh chạy vô trong này luôn nè. Quánh nó chết lần 2 con luôn, tuyệt vời. Kể cả bên này cũng vậy nè, bên này coi nè, Bùm quánh đây nè, cái bắt đầu Bùm hả đi dần qua đây, nó chết lần 2 con luôn, nhanh hơn rất nhiều ngang. Quá tuyệt vời. Rồi, ôi ôi, chưa được 7 phút à. Trong vòng 7 phút, chưa được 7 phút nữa là Bùm đã lên được 800, từ 700 gọi là hình như là 76 thì vậy á, lên 800 trong vòng chưa được 7 phút và có nhiệm vụ mới ha. Quá tuyệt vời luôn, lại cộng vô đây rồi hả. Cái nhiệm vụ tiếp theo thì Bùm biết cái con đó đâu á, Factory Step nè, tại hồi nãy đó, hồi nãy đi kiếm cái con boss đó là coi như là không có biết nó ở đâu, cho nên đó là đi dọc dọc vô đây thì cũng phát hiện ra cái con ở đây. Ê gì á? Ủa sao cái con này quánh không được nè các bạn? Enemy physical attack at the aura em đi gì á? Nhấn phím gì á? Quánh cái con này là phải trang bị haki vũ trang lên quánh mới được các bạn ơi. Gì á hả? Rồi nè ha, chúng ta vô chúng ta nhìn nè ha. Con Spawn Rabbit, con này là 11.500. 11.500 kinh nghiệm đó. Factory Step thì nó là 13. Khoảng cách về kinh nghiệm nó không nhiều. Cho nên đó là Bùm nghĩ là nếu vậy thì chúng ta thà Bùm làm nhiệm vụ ngoài đây, Bùm chắc chắn là nó sẽ nhiều, nó sẽ nhanh hơn. Nó tốc độ cái farm mình nhanh hơn. Chứ lại nó cũng dễ farm hơn nữa các bạn. Quánh đấy. Đó quánh đó. Mà thậm chí là các bạn giờ Bùm mới phát hiện ra điều nè. Cái con này nè, cái con Phật tổ này nó đánh được ở sau lưng nữa nghe các bạn. Ví dụ nè, Bùm quay ra đây nha, nó vẫn quánh cái con ở đằng sau nè các bạn thấy không, nó vẫn trúng con đằng sau. Như vậy thì Bùm farm còn lẹ hơn nữa các bạn nè, nó không kịp xuất hiện với Bùm luôn nè, nghe thấy không, mới vừa xuất hiện chết liền luôn nè. Farm ở đây nhanh hơn, cứ farm ở đây nghe các bạn, nó dễ các bạn. Nói chung là có cái này rồi nó giết con boss dễ lắm. Thậm chí là các bạn nhấn E lên nghe các bạn, nhấn haki quan sát lên rồi các bạn đứng tại chỗ quánh nó luôn đó, thấy không, né được hết luôn á, không đâu có cần làm gì đâu, hay không. Cái thời gian á thì nó cũng gọi là cũng nhanh, nhưng mà Bùm nghĩ là cái việc mà các bạn đổi server qua lại đó, rồi nhiều khi bị KS boss rồi này kia các kiểu đó. Bùm nghĩ là đối với những cái trường hợp mà cái bạn nào mà kiểu giống như là muốn lấy cái áo choàng này nè các bạn, đó cái item mà Bùm lấy được rồi cho nên chắc không có cần nữa, thì các bạn có thể là đổi server đánh con boss này thì lên cấp nó nhanh. Nhưng mà cá nhân Bùm nha, cái nhưng Bùm nghĩ là chúng ta lại quay trở lại làm cái nhiệm vụ đầu tiên thì nó sẽ lên level, nó cái tốc độ lên level sẽ nhanh hơn. Rồi nè các bạn, nói chung là Bùm sẽ hướng dẫn cho bạn nào mới thôi nha, bạn cũ thì thôi thì coi biết hết rồi nè, từ cái thằng web này nè.
các bạn quẹo qua phải là các bạn thấy được bốn cái con nha. Đừng có gọi là mất thời gian tìm kiếm giống như bầm mất thời gian tìm kiếm lắm. Còn cái bạn nào mà kiểu giống như là từ đầu tới cuối mà lấy cái trái Phật tổ này mà cộng hết vô mili á, các bạn nhấn E, các bạn nhấn Haki quan sát lên đó, thì chúng ta sẽ không có bị cái con này nó quánh trúng nữa. Tuyệt vời luôn. À quên nữa các bạn, cái này các bạn có thể là nhấn phím C nữa nè, để mà nó lướt tới đường xíu á các bạn. Có nghĩa là cái kêu cái bỏ người cá đó, lâu lâu chúng ta muốn đi mà nhanh nhanh ra ngoài lướt ra, chúng ta có thể nhấn C để mà đi tới thêm một đoạn nữa nha. Đoạn cũng ít ít á, nhưng mà nó phục vụ cho cái quá trình mà các bạn di chuyển á. Nó cũng nhanh hơn được xíu nè. Ví dụ giống như bầm nào, bầm nhấn phím C nè, nó lướt tới, thấy không các bạn, thấy không, nó đỡ được một đoạn ha. Ê, có con này, có con hả, thôi kệ đi. Quánh bốn con này được rồi, một vòng tròn, một vòng tuần hoàn, bốn thành tám con là đủ rồi, không cần đi tới đó đâu, xa mất công xa rồi cộng điểm ha. Thì cái con chập, cái con nhiệm vụ gọi là 900 chắc là bên kia đó. Nói chung là hồi nãy bùm quánh lộn cái con quái bên kia đó, Marine Caption đúng rồi đó, đọc cái tên chính xác rồi đó nè các bạn. Gọi là qua bên trái ha, con mình này dễ hơn nè các bạn, nhìn thấy không, nó có hả 5-6 con gì đó, nó đứng cũng gọi là tương đối gần nhau đó. Nó sẽ farm dễ hơn bên kia nha. 913 luôn, nhanh. Ủa 14 luôn nè, nhanh quá trời nhanh luôn. Lúc chỉ xuống đây nó đổi này nè bạn, tiền cái gì đây, chữ F0 này đây. Qua C2 này nhiều thứ mới quá ha, chắc phải gọi là bùm phải hỏi khang rồi này kia thôi. Nhiều khi nãy giờ bùm farm level thì chỉ farm vậy thôi, chứ nó có nhiều cái mới lạ khám phá quá các bạn. Trời. Cái lần này mới là gớt item thiệt nè. Cái gì đây? Gravity Rankin. Không ngờ luôn các bạn. Nạp ở trên bùm roblox.net quá trời may mắn, không phải quảng cáo. Không có quảng cáo, ý nói như vậy thôi. Nói cho các bạn biết, các bạn hỏi đồ này kia đó bờ thì bùm nói gì thôi. Là bùm á. Bùm điên cái này bùm nha. Nạp trên bùm roblox.net ra quá trời, quánh con boss nào ra đồ con boss đó luôn trời. Không biết cái tỷ lệ bao nhiêu mà quá trời sướng rồi, quá trời sướng rồi. Bùm xác nhận luôn là hả, đối với trường hợp ở đây nghe các bạn. Các bạn quánh boss ở khu vực này nè, các bạn quánh boss sẽ nhanh lên level hơn, bởi vì là đa phần là người ta không săn con boss này. Con boss này nó ở xa á mọi người, cho nên cho nên người ta không săn đó. Lên level rất nhanh, lên level cực kỳ nhanh luôn. Đổi server rất là lẹ thôi, đâu có gì đâu, mà cái đường đi nó cũng chậm, nó đường đi nó cũng dễ nữa các bạn. Các bạn chỉ cần chạy thẳng một đường thôi. Ôi ơi, cái con boss ở đây bị cái thằng này KS đúng mày. Nó KS xong nó còn giết bùm nữa kìa các bạn. Hi anh, hi em hi em tao giết mày luôn, tao giết mày luôn. Mày hi hả? Hi không, nó mạnh quá các bạn ơi. Trời ơi, nó kéo thêm bạn nó tới rồi. Nó kéo thêm bạn nó là thằng gì? Katori King gì nè. Hi anh nó thôi, tụi nó mạnh mà. Hey em đi, nhường đi, nhường nó đi, chừng nào nó yếu hơn hả? Tao mà mạnh tao quánh chết. Ê gì nè? Accept luôn. Ê bạn. Thêm gì nữa nè các bạn? Các bạn mở cái này nó ra bự đó. Chúng ta đứng ở đây là chúng ta thấy không có boss luôn rồi nè. Chứ là chúng ta gọi là đỡ tốn thời gian, chúng ta đổi server luôn. Chúng ta khỏi cần chạy tới gần đó nè, mở rộng lên nè. Nhìn cái góc này nè, không thấy nó là nó ấy rồi đó, nó chết rồi đó. Ủa? Không được các bạn ơi. Nó lộn các bạn vẫn phải đi tới đó. Trời ơi, nó ở trong góc này nè. Ôi ôi. Ôi ôi vậy là chết. Rồi đánh xong con boss này là bùm lên được 950 đó, không biết là nó có nhiệm vụ mới không nha. Để coi. Có nhiệm vụ mới rồi các bạn. Và nhiệm vụ mới là nó nằm ở đâu ta? Nó nằm ở về chỗ khác các bạn. Nhưng mà các bạn ơi, hay như là như vậy nè, chúng ta đã lên được cấp 951 thì nãy giờ bọn cũng đã tập trung gọi là chơi rồi. Với lại là nghe Khang nói là có thể là ở đây chúng ta còn những gì úp tập rồi làm gì này kia các kiểu đó, chắc là bầm sẽ tạm thời gọi là kết thúc video ở đây. Và video sau là bầm sẽ làm một số nhiệm vụ giống như úp tập rồi úp các kiểu, lấy đồ rồi kia các kiểu, bầm không biết. Nói chung là video sau bầm mới biết nha. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh, nhớ like cái video này để mà chúng ta không bỏ qua cái video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.